Hãng Pfizer cho biết vaccine ngừa COVID-19 của hãng này có hiệu quả gần 91% với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Toyota là hãng xe hơi có giá trị cao nhất. Cựu chiến lược gia của Trump bị kết tội coi thường quốc hội. Mỹ thất bại trong vụ thử tên lửa mang vũ khí siêu thanh giữa lúc lo ngại về Trung Quốc. Washington chuẩn bị ráo riết cho cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Biden và ông Tập, nhưng lại rất dè dặt về quan hệ với Bắc Kinh. Viện cớ người nghèo cần có xe, Tổng thống Mexico cho phép hợp thức hóa xe nhập lậu từ Mỹ. Phát ngôn viên Điện Kremlin dập NATO, khẳng định Nga đã đúng khi cắt đứt quan hệ. Úc chất vấn vì sao tôm hùm của nước này xuất khẩu qua Hồng Kông bị Bắc Kinh làm khó. Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, nhưng các du khách vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày sau khi nhập cảnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết còn 1,5 triệu người ở thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3. Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh rục rịch chuẩn bị cho hàng quán phục vụ tại chỗ. Ngoài đi thăm Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn đi đến những nước nào nữa? Và thưa quý vị, mở đầu là các bản tin thế giới và Hoa Kỳ. Hãng dược Pfizer vào ngày 22 tháng 10 nói rằng các liều vaccine dành cho trẻ nhỏ của họ an toàn và có mức hữu hiệu tới gần 91% để ngăn ngừa các trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong trẻ nhỏ từ 5 đến 11 tuổi. Các giới chức y tế chính phủ liên bang Mỹ đang xét tới việc cho trẻ trong hạng tuổi này được chích ngừa. Hãng tin AP nói rằng nếu các giới chức tại cơ quan điều hành thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA chấp thuận cho sử dụng, thì các mũi đầu tiên sẽ được chích vào đầu tháng 11 và trẻ em có thể hoàn tất chích ngừa trước ngày lễ Giáng sinh. Toyota là hãng xe có giá trị cao nhất thế giới. Đó là kết quả khảo sát mới nhất của công ty tư vấn Interbrand ở New York. Theo chuyên trang xe hơi MotorOne.com cho biết, cuộc khảo sát này nhằm xếp loại 100 công ty đứng đầu thế giới về giá trị trong năm 2021 thuộc tất cả kỹ nghệ. Không quá ngạc nhiên khi ba hãng công nghệ khổng lồ là Apple, Amazon và Microsoft đứng đầu danh sách. Top 10 trong danh sách này có hai thương hiệu xe hơi. Toyota xếp thứ 7 với 54,1 tỷ, tăng 5% so với năm trước, và Mercedes-Benz giành vị trí thứ 8 với 50,8 tỷ, tăng 3%. Từ những chi tiết nhỏ nhất, những bàn tay tận tụy khéo léo, những khối óc sáng tạo tinh tế, những phát minh mới mẻ tân tiến, đã hình thành nên chiếc ghế massage vật lý trị liệu Luraco. Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Theo CBS, Hạ viện Mỹ hôm 21 tháng 10 đã bỏ phiếu kết tội ông Steve Bannon, cố vấn cũ của cựu Tổng thống Donald Trump, đã coi thường quốc hội vì không tuân thủ tráp đòi điều trần mà Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol gửi cho ông. Nghị quyết này được toàn bộ dân biểu đảng Dân Chủ và 9 dân biểu đảng Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ. Giờ đây, nghị quyết sẽ được chuyển sang Bộ Tư pháp để xem xét truy tố hình sự. Hiện Bộ Tư pháp chưa biết có quyết định truy tố ông Bannon hay không. Coi thường quốc hội là tội nhẹ, hình phạt cao nhất là 1 năm tù và nộp phạt 100.000 Mỹ kim. Các chương trình vũ khí siêu thanh của Lầu Năm Góc đã phải gánh chịu một bước lùi hôm 21 tháng 10 khi một tên lửa đẩy mang vũ khí siêu thanh bị trục trặc. Những người được báo cáo về kết quả thử nghiệm cho biết như vậy. Hai người trong số này nói rằng cuộc thử nghiệm nhằm xác nhận các thông số của một trong những phương tiện lướt siêu thanh đang được phát triển của Lầu Năm Góc. Các phương tiện lướt siêu thanh được phóng từ tên lửa trong tầng cao của bầu khí quyển trước khi lướt tới mục tiêu với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, nghĩa là khoảng 6.200 cây số một giờ. Mỹ và các đối thủ ở tầm toàn cầu của Mỹ đã tăng tốc chế tạo vũ khí siêu thanh là thế hệ vũ khí tiếp theo, làm cho đối thủ không có thời gian để phản ứng và không thể dùng các vũ khí truyền thống để bắn hạ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 20 tháng 10 đã bày tỏ lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc vài ngày sau khi báo chí đưa tin rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm vũ khí lướt siêu thanh và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Các quan chức Nhà Trắng đang chuẩn bị cho một cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Hoa Kỳ hy vọng sẽ cho thế giới thấy Washington có thể quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ giữa hai siêu cường là đối thủ của nhau. Những người nắm về vấn đề này cho biết như vậy. Hai nguồn tin nói rằng chương trình nghị sự có lẽ sẽ chỉ hình thành sau khi Mỹ tham vấn xong với các đồng minh. Từ bỏ cách tiếp cận của cựu Tổng thống Trump là nước Mỹ đi một mình trong chính sách đối với Trung Quốc, ông Biden đặt cược vào chiến lược huy động các đồng minh và đối tác ở châu Âu và châu Á để gia tăng tác dụng đòn bẩy đối với Bắc Kinh. Cho đến nay, đội ngũ của ông Biden chỉ đặt ra kỳ vọng thấp về các kết quả cụ thể và họ từ chối cho biết chương trình nghị sự có thể bao gồm những gì. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Theo Washington Post, lâu nay Mexico gặp khó khăn với lượng xe hơi nhập cảng bất hợp pháp và tuần qua, Tổng thống Obrador tuyên bố hợp pháp hóa tất cả các loại xe này. Những chiếc xe hơi lậu nêu trên chủ yếu đến từ Mỹ, được người dân Mexico đặt tên là xe chocolate, một cách chơi chữ Chuaco, tiếng Tây Ban Nha là cong quẹo, không ngay thẳng. Tổng thống Mexico biện minh cho quyết định trên là vì nhiều gia đình nghèo cần xe hơi để đi làm, nhưng các nhà sản xuất và đại lý xe hơi nội địa cho biết chính sách này sẽ khiến cho Mexico ngập tràn xe rác vào đúng thời điểm thị trường xe hơi đang gặp khó khăn. Các bộ trưởng quốc phòng khối NATO trong tuần này đã đồng ý về một kế hoạch tổng thể mới về phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Nga trên nhiều mặt trận, tái khẳng định mục tiêu cốt lõi của khối liên minh là ngăn chặn Moscow, cho dù cũng đang ngày càng tập trung chú ý tới Trung Quốc. Vài ngày trước đó, Nga đã cắt đứt quan hệ bằng cách đóng cửa phái bộ ngoại giao của họ tại NATO và phái bộ của khối liên minh tại Moscow sau khi NATO trục xuất 8 người Nga bị cáo buộc là làm gián điệp. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo rằng không cần thiết phải đối thoại trong những điều kiện như thế này và việc NATO thông qua một khái niệm như vậy một lần nữa xác định Nga đã đúng. Nga chưa bao giờ ảo tưởng về NATO. Chúng tôi biết bản chất của liên minh này. Liên minh này được tạo lập không phải là vì hòa bình. Nó được hình thành, thiết kế và sinh ra để đối đầu. Úc cho biết họ đang đề nghị Trung Quốc trả lời câu hỏi vì sao xuất khẩu tôm hùm của họ bị ngăn chặn ở Hồng Kông. Lâu nay, các loại hải sản tươi sống xuất khẩu của Úc được thực khách Trung Quốc đánh giá cao vì có màu đỏ tươi đều đã bán vào Trung Quốc đại lục cho đến khi xảy ra căng thẳng ngoại giao vào năm 2020, dẫn đến việc Bắc Kinh dựng một loạt các rào cản thương mại không chính thức đối với hải sản của Úc. Sau đó, xuất khẩu tôm hùm sang Hồng Kông đã tăng vọt. Hồng Kông và Úc có thỏa thuận thương mại tự do riêng rẽ. Một phần số hải sản tươi sống đó đã được đưa đến các thành phố ở đại lục. Tuy nhiên, hôm 21 tháng 10, tân ủy viên hải quan và thuế vụ Hồng Kông là Louis Ho nói với truyền thông địa phương rằng chiến dịch trấn áp mới đối với hoạt động buôn lậu tôm hùm Úc từ Hồng Kông sang Trung Quốc đại lục là một phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Ho nói, nhìn bề ngoài, buôn lậu tôm hùm là vấn đề đơn giản, nhưng những hoạt động này làm suy yếu các hạn chế thương mại của đất nước chúng ta áp dụng với Úc. Chuyển qua các bản tin Việt Nam, vào ngày 21 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay còn gọi là hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được các quốc gia và vùng lãnh thổ này giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao. Trong số này có Mỹ, Trung Quốc, Anh, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Ý, Đức, Pháp, Campuchia và Canada. Bà Hằng nói, Bộ Ngoại giao cũng đang trao đổi với gần 80 đối tác về việc công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm chủng hay là hộ chiếu vaccine. Hiện nay, giấy chứng nhận vaccine do Việt Nam cấp đã được một số quốc gia công nhận. Một điểm đáng chú ý là những người mang hộ chiếu vaccine này phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Tại chương trình Dân hỏi, thành phố trả lời với chủ đề lao động, việc làm trong phục hồi sản xuất kinh doanh, vào tối 22 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, số lượng người dân khó khăn đã nhận hỗ trợ đợt 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh là hơn 5,3 triệu người.
Sau 22 ngày triển khai gói này, thành phố đã có gần 80% trong tổng số hơn 6,8 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đã được thẩm định, cập nhật danh sách. Hiện nay còn khoảng 1,5 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn đã có trong danh sách nhưng chưa nhận được hỗ trợ đợt 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, dự kiến tuần tới thành phố cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở một số khu vực kiểm soát được dịch. Thông tin trên được ông Mãi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Theo ông Mãi, trên tinh thần thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ra một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương. Thay vào đó, có những nội dung cần liên thông thì sẽ liên thông, nhưng có những cái thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết. Sau khi thành phố công bố cấp độ dịch, các địa phương sẽ căn cứ vào đó để mở lại các hoạt động. Ví dụ như khu vực này đạt cấp 1 rồi thì sẽ được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn còn ở nguy cơ mức 2, mức 3. Các hoạt động sinh kế cũng theo đó mà mở cửa. Tối ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản quy định về biện pháp tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19, tháo gỡ nút thắt cho nhiều dịch vụ hoạt động trở lại. Với việc tất cả các huyện, thị xã, thành phố có cấp độ dịch hiện đang ở cấp 3 trở xuống, thì theo quy định thích ứng an toàn linh hoạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, từ ngày 22 tháng 10, các nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống sẽ được hoạt động cho phép bán tại chỗ. Các cơ sở này vẫn phải có phương án phòng chống dịch, thiết lập điểm kiểm dịch, quét mã QR, tuân thủ 5K. Đối với các loại hình dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như là vũ trường, karaoke, quán bar, rạp chiếu phim, phòng tập gym, v.v. cũng được phép hoạt động trở lại, nhưng có điều kiện và giới hạn số lượng, thông thường là khoảng 30% công suất nếu ở vùng có cấp độ dịch ở cấp 3. Như tin đã đưa, cuối tháng 11 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thăm Nga và gặp Tổng thống Putin. Ngoài ra, những nguồn tin riêng của Nữ vòng Trái đất TV cho biết, ông Phúc sẽ đi đến hai nước nữa là Singapore và Thụy Sĩ. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo tứ trụ đi nước ngoài nhiều nhất từ khi Đại hội 13 kết thúc. Trước đó, ông đã đi thăm Lào, Cuba và dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm 2021 tại New York, Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Các xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.